Lâm Á Hiên là thái tử gia ăn chơi chắc táng nhất trong giới nhà giàu, cũng là một người hết lòng trong tình yêu. Vì Ôn Hàm, anh ta có thể từ bỏ môn thể thao mạo hiểm anh yêu thích nhất, để học cách điều hành công ty. Cũng vì cô, anh ta có thể thản nhiên uống một hơi hết 12 chai rượu đến mức phải đi rửa dạ dày. Anh yêu cô đến tận xương tủy là thế, ấy vậy mà lại quyến luyến hôn em gái nuôi của mình. Ngày hôm đó, Ôn Hàm tháo nhẫn trả lại cho Lâm Á Hiên, Tôi ở bên anh đã 14 năm, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Sau đó bỏ đi cùng với một người đàn ông khác, khiến Lâm Á Hiên phát điên. Tại sao Lâm Á Hiên lại hôn cô em gái nuôi của Lâm ra? Lẽ nào anh em họ đang ngoại tình? Sau khi bị cắm rừng, liệu ôn hàm còn dám tin vào tình yêu? Câu chuyện tình yêu kịch tính hấp dẫn về tình yêu, tình bạn và lòng trung thủy này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh youtube Nghe audio truyện ngôn tình qua giọng đọc của Hạ Vũ Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị Bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh Để tìm chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện Khoang miệng của Lâm Á Hiên còn mang theo mùi rượu Kéo ôn hàm vào trong lồng ngực rồi cúi đầu hôn khi hai người bọn họ còn đang dây dưa điện thoại của anh ta đột nhiên kêu lên dường như đã biết là ai gọi lâm á hiên chẳng thèm liếc mắt lấy một cái mà trực tiếp cúp điện thoại hai tay ôn hàm chống trên lồng ngực anh ta đỏ mặt hỏi hôm nay là sinh nhật anh nhỡ đâu có bạn bè muốn gửi lời chúc đến thì sao làm gì có người bạn nào quan trọng hơn hàm hàm của chúng ta cơ chứ nói xong anh ta khẽ cắn vành tay cô hơi thở nóng bỏng chạm vào bên tai khiến ôn hàm không khỏi dùng mình một trận nếu em cảm thấy không tiện hôm nay anh tuyệt đối coi như là tặng quà sinh nhật cho anh nhé hàm hàm chúng ta bao giờ mới có thể kết hôn đây anh thực sự rất yêu em thanh âm của anh ta ngập tràn mê hoặc trong đầu một trận tê dại ôn hàm ôm lấy cổ anh ta đúng lúc chuẩn bị hôn đáp trả thì điện thoại của lâm á hiên lại tiếp tục kêu lên lâm á hiên vẫn không buồn quan tâm tùy ý cúp máy. Mãi đến một lúc, chuông điện thoại kêu thêm lần nữa, Lâm Á Hiên rốt cuộc mới không kiên nhẫn bắt máy. Mẹ mày, có thấy phiền không hả? Ở đầu bên kia, một giọng nữ rụt rè vang lên. Anh trai, em là dai dai, dì nói hôm nay là sinh nhật anh, em đã làm bánh ga tô cho anh, anh đừng mắng em. Cô gái này hoàn toàn không hề xa lạ với cô. Cô ta là sầm dai, nửa năm trước đến cửa lâm gia tự nhận là con gái họ hàng xa của chú lâm bố mẹ đã qua đời chú lâm nể tình ngày trước sầm ra từng giúp đỡ ông ấy nên đồng ý nhận nuôi cô ta đến hết đại học thấy bên này không có tiếng hồi đáp thanh âm của cô ta mang theo sự nghẹn ngào bên ngoài vẫn đang mưa lớn em lại không đem theo ô em có thể tặng anh chiếc bánh ngọt em tự tay làm trước rồi mới đi không em sẽ không quấy dày mọi người đâu không nằm ngoài dự đoán lâm á hiên nhíu chặt mày gầm lên với đầu bên kia. Cô có bệnh à? Tôi chưa từng mời cô. Cô tới đây làm gì? Không có ô thì cút. Đã bao nhiêu tuổi đầu rồi? Sau khi Á Hiên cúp máy, ôn hàm khẽ liếc nhìn cơn mưa lớn ngoài cửa sổ. Không biết vì cái gì, khi nghĩ đến lời của cô ta, trong lòng cô lại có một chút hoảng hốt mơ hồ. Sầm dai, cô gái có mái tóc vàng sơ xác người gầy tong teo, luôn mang theo bộ dạng suy dinh dưỡng lâm á hiên luôn nói với cô cô ta vừa ngốc vừa quê mùa cái gì cũng không biết thật sự chẳng hiểu làm thế nào cô ta lại thi đỗ được đại học thậm chí còn suýt chút nữa làm hỏng bộ đồ xếp hình trong phòng làm việc đó là đồ bảo bối nhà chúng ta lắp ráp tặng anh vẫn may là anh kịp thời đem nó đi sửa thấy lâm á hiên đắc ý bày ra vẻ mặt mau khen anh đi ôn hàm nhanh chóng nắm bắt được điểm khó hiểu vì sao cô ta lại vào được phòng làm việc của anh Lâm Á Hiên bị ôn hàm hỏi đến sừng rốt, nhưng lại rất nhanh cười ra tiếng, xoa đầu cô đầy sủng nịnh. Em ghen sao? Bảo bối nhà ta thế mà cũng biết ghen rồi à? Ôn hàm không vui né tránh bàn tay của Lâm Á Hiên, ngược lại còn bị anh ta kéo vào cái ôm ấm áp. Trong ngữ điệu của Lâm Á Hiên mang theo sự khinh thường. Hàm hàm, cô ta làm sao có thể so với em cơ chứ? Em nhìn dáng vẻ gầy còm của cô ta đi ngay cả việc sách dép cho bảo bối nhà chúng ta cũng không xứng có lẽ chính giọng nói quá đỗi kiên định của anh ta đã khiến cô quên mất lý do vì sao sầm dai lại có thể xuất hiện ở phòng làm việc của lâm á hiên nơi mà chỉ có cô và anh mới vào được nhưng điều hai người bọn họ không lường được chính là sầm dai vẫn tìm tới khuôn mặt của lâm á hiên trong nháy mắt liền trầm xuống mẹ kiếp bọn mày ai cho cô ta vào đây Tất cả những người có mặt ở đây đều biết tính tình đại thiếu gia của anh. Chẳng ai dám hoi he câu nào. Trương Dương ngồi gần cô nhất, nhỏ tiếng giải thích. Chị dâu, thật sự là không có ai mời cô ta cả. Em cũng không biết làm thế nào mà cô ta tìm được tới nơi này. Đã vậy còn cứ khăng khăng tặng bánh sinh nhật rồi mới chịu rời đi. Chị xem. Ôn hàm nghiêng mắt nhìn sang. Sầm dai lúc này đang mang một bộ dạng vô cùng đáng thương. Cô ta đứng bên cạnh cửa, trên tay cầm khư khư một chiếc bánh ngọt. Có lẽ sợ bánh bị mưa làm hỏng, cô ta đã đem áo khoác phủ lên phía trước. Bởi vì sầm dai chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi phong phanh, nên có thể dễ dàng nhìn thấy đường cong cơ thể thấp thoáng của cô ta ẩn hiện sau lớp áo. Máy lạnh của phòng bao được mở hết công suất, sầm dai khẽ run rẩy, môi trắng bệch. Nhìn thấy ôn hàm và lâm ái hiên cùng lúc đi tới, ánh mắt cô ta liền sáng lên, nhẹ nhàng bước tới, đưa chiếc bánh ngọt tự làm ra, trong giọng nói của cô ta không giấu nổi vẻ hưng phấn. "Anh trai, em tự tay làm bánh ngọt cho anh này, chúc anh sinh nhật vui vẻ." Nhưng khi cô ta mở nắp cặp lồng ra, chiếc bánh bên trong đã lẫn lộn, không nhìn ra hình dạng gì, chỉ thấy thấp thoáng dòng chữ màu đen: "Anh trai, mãi mãi vui vẻ." Thấy vậy, sắc mặt của Lâm Á Hiên lại càng đen hơn. "Mẹ kiếp, có phải cô nghe không hiểu tiếng người không?" Tôi đã cho phép cô đến đây chưa mà cô dám tùy tiện tới. Còn mẹ nó, ai muốn ăn cái bánh ngọt rẻ tiền này của cô cơ chứ? Bị Lâm Á Hiên mắng chửi thậm tệ, vành mắt sầm dài nhanh chóng đỏ lên, vừa nói vừa rơi lệ, nhưng vẫn cố tỏ ra cuột cường giải thích. Em không có tiền để chuẩn bị cho anh một món quà đắt tiền như mọi người, em chỉ có phần tâm ý này thôi. Anh trai, hy vọng anh luôn hạnh phúc. Thật đúng là dáng vẻ của một cô gái ngây thơ nhỏ bé đáng thương ngay lúc ôn hàm muốn mở miệng nói gì đó lâm á hiên đã trực tiếp cởi áo ngoài của mình ra rồi ném lên người cô ta cút cô ta khẽ nhìn hai người bọn họ một cái rồi che mặt chạy ra ngoài cô ta đi rồi mọi người mới nhẹ nhàng thở ra một hơi lâm á hiên cáu kỉnh ngồi trong góc mắng một câu suối quẩy ôn hàm siết chặt tay anh để an ủi mọi người đề xuất nên cắt bánh để cầu nguyện trước Thế nhưng lại có người tỏ ý muốn vứt chiếc bánh sầm dai mang đến đi. Lâm Á Hiên liền lên tiếng ngăn lại. Ôn hàm trừng mắt nhìn Lâm Á Hiên, nhưng lại chỉ thấy anh nhếch mép cười rất thản nhiên. Đồ bỏ đi như thế này, cứ để đấy ông đây tự đem vứt đi. Tuy thế cho đến khi những chiếc bánh cô mang đến đều đã được cắt xong xuôi, cái bánh xấu xí đó vẫn được đặt ở nơi dễ nhìn thấy nhất. Đúng lúc ấy có ai đó đột nhiên hô to. Chết tiệt, cái đó... Hình như có ai đó bị xe đâm trúng rồi. Có người hỏi lại, chết tiệt, có thể nói rõ hơn không, ai bị đâm hả? Chính là người vừa đem bánh đến tặng. Lời còn chưa nói hết, tay của cô đã bị hất sang một bên. Ngay sau đó, Lâm Á Hiên lập tức xông ra ngoài. Cho đến khi những lời bàn tán xung quanh dần tiêu tán, cô mới phản ứng kịp, chạy đuổi theo. Trương Dương đứng bên cạnh cô mở ô cho cô, lắc lắc đầu. "Chị dâu, chị đừng qua đó vội." Ôn hàm chen trúc đẩy đám đông sang hai bên Liền nhìn thấy Lâm Á Hiên đang gắt gao ôm chặt sầm dai vào lòng Lồng ngực ôn hàm bỗng chốc cò rút lại Biển số xe đâm trúng sầm dai vô cùng quen thuộc Bất quá người xuống xe xin lỗi là tài xế Đại ý muốn nói tốc độ xe vốn dĩ đã rất chậm Cô gái này chẳng hiểu sao lại đột nhiên xông tới rồi bị tông trúng Lâm Á Hiên lạnh nhạt liếc mắt qua Ý mày là cô ấy cố tình à? một nữ sinh như cô ấy lại cố tình chạy đến trước xe để ăn vạ phải không? Tài xế lộ ra vẻ mặt lúng túng, không biết làm thế nào, cô bèn tiến lên phía trước. Sầm dai nằm trong vòng tay của Lâm Á Hiên, đau đớn nhắm chặt hai mắt, thế nhưng lại chẳng nhìn ra cô ta bị thương ở chỗ nào. Anh Hiên, anh đưa cô ấy đi kiểm tra trước đi. Nhưng sầm dai trong ngực lại nghẹn ngào hai tiếng, khóe mắt ngấn lệ, hai tay ôm chặt lấy Lâm Á Hiên mà nức nở. Anh trai, dài dài đau quá là do em sang đường không cẩn thận tất cả đều là lỗi của em mọi người đừng cãi nhau đừng quả nhiên lâm á hiên quay sang nhìn cô trong lời nói không hề có một chút ấm áp ôn hàm có phải ngay cả em cũng cảm thấy một người cái gì cũng không biết như cô ấy sẽ biết cách lừa người khác đúng không dứt lời anh ta bế sầm dai lên nhìn trương dương lái xe đến bệnh viện trương dương nhìn cô rồi lại nhìn sang Lâm Á Hiên đang nóng lòng đứng dậy, có một chút chần chờ. Anh Hiên, như này có vẻ không thỏa đáng lắm đâu. Anh ơi, em chảy máu có sao không? Có phải em sắp chết rồi không? Hu hu, hình như em vừa thấy cha mẹ. Có phải bọn họ đang tới đón em không? Lâm Á Hiên lạnh lùng nhìn Trương Dương. Thế cậu cũng cút đi. Lúc Lâm Á Hiên đi ngang qua người cô, ôn hàm kéo góc áo anh ta lại móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, cô ép chính mình phải tỉnh táo lại. Á Hiên, để Trương Dương đưa cô ấy đi trước đi, chúng ta phải lái xe đi đằng sau. Anh ơi, Dài Dài thật sự rất ngoan mà, anh đừng bỏ lại em mà, đừng giống như cha mẹ bỏ lại em. Sầm Dài ôm lấy cổ Lâm Á Hiên, mơ màng nói lầm nhầm, trên mặt không rõ là nước mưa hay nước mắt, mà Lâm Á Hiên lại lướt mắt nhìn cô một cái, hàm hàm, đã đến nước này rồi. Em còn có thể bình tĩnh ghen tuông như thế à? Dứt lời, anh ta ôm sầm dai lên xe, nhanh chóng chạy đi. Cô ghen. Ôn hàm chỉ là cảm thấy có chút buồn cười. Vừa nãy rốt cuộc là ai nói với cô, sầm dai cái gì cũng không giỏi, ngay cả đặt lên cân so sánh với cô cũng không xứng. Hành động bản năng của con người không bao giờ nói dối. Vừa rồi người đầu tiên lao ra chính là anh ta, chính là anh ta ôm lấy cô ta cũng là anh ta vì cô ta mà cãi nhau với cô nhưng rõ ràng cô mới là bạn gái của anh ta mà ôn hàm đứng đó mà lòng lạnh lẽo cửa kính của chiếc xe gây ra vụ tai nạn bỗng hạ xuống một nửa người đàn ông chỉnh lại cặp kính gọng vàng nhàn nhạc liếc nhìn cô lên xe là giọng của tống cảnh tân anh ta khẽ nhếch môi cười cười bỏ lại bạn gái của mình để đi ôm cô gái khác lại còn vô duyên vô cớ vì cô ta mà không phân biệt phải trái vội vàng trách tội em. Đây là lý do ban đầu em từ chối tôi đúng không? Ôn hàm nhìn góc nghiêng lạnh lùng của Tống Cảnh Tân, không nói gì. Anh hờ hững quay đầu nhìn qua. Không muốn đến xe mà. Lái xe đi qua một trận bão táp mới tới bệnh viện. Cô xấu hổ ngồi im lặng ở phía sau. Chị nhìn thấy ngón tay Tống Cảnh Tân gõ chữ liên tục trên màn hình. Thời điểm này, bệnh nhân đến cấp cứu rất đông. Nhưng chỉ liếc mắt một cái cũng có thể thấy Lâm Á Hiên sáng rủa ngồi ở một góc. Sầm dai ở bên cạnh anh ta, không biết vì sao hai người đột nhiên cãi nhau. Ôn hàm vốn đang định bước tới, lại nhìn thấy Lâm Á Hiên hai mắt đỏ ngầu, giữ chặt hai tay cô ta trên đỉnh đầu. Sau đó, liền tức giận hôn lấy môi cô ta. Giữa trốn bệnh viện người người ra vào này, bọn họ quyến luyến hôn nhau như không thể tách rời. Ôn hàm phát ngốc đứng tại chỗ, cảm giác đại não như muốn nổ tung cho đến tận khi sầm dai hướng ánh mắt khiêu khích về phía này lâm á hiên cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của cô trong nháy mắt nỗi khiếp sợ cùng hối hận xuất hiện trên khuôn mặt anh ta dường như chẳng thể xoay sở kịp lâm á hiên thống khổ nhìn cô hàm hàm em nghe anh nói đã chưa nói dứt câu anh ta đã nhìn thấy tống cảnh tân đứng ở phía sau cô liền lập tức đứng dậy nghiến răng nghiến lợi sao em lại ở cùng một chỗ với hắn ta Ôn Hàm đi đến trước mặt Lâm Á Hiên, thao nhẫn trên ngón áp út ném vào người anh ta, nói rành mạch từng chữ. "Lâm Á Hiên, chúng ta ở bên nhau đã 14 năm rồi, chúng ta dừng lại ở đây đi." Anh ta lập tức nắm lấy tay cô. "Hàm Hàm, đây chỉ là hiểu lầm thôi, anh chỉ coi cô ấy như em gái." Ôn Hàm gạt tay anh ta ra, chỉ cảm thấy ghê tởm vô cùng. "Hẳn là xem cô ta như em gái, giờ tôi mới biết." anh em còn có thể hôn môi đấy có lẽ là do ôn hàm quá mức bình tĩnh trong ánh mắt của lâm á hiên hiện lên một tia kích động cùng hốt hoảng anh ta gắt gao giữ chặt tay cô giọng điệu đầy nhu nhược hàm hàm đừng không cần anh ha ha giọng của tống cảnh tân cất lên bên tai anh còn nhân tiện chỉ tay vào điện thoại hay ghê chụp được hết rồi nhé lâm á hiên đột nhiên nổi điên mày tới đây làm gì ở đây không có chuyện của mày Tống Cảnh Tân đẩy gọng kính, trong mắt đầy sự trầm biếm, cũng không để ý đến anh ta. Dù sao vừa rồi có trò hay như vậy, nếu lỡ mất thì chẳng phải là uổng phí hết dụng tâm của tôi hay sao? Anh là có hàm ý khác, mà Lâm Á Hiên lại nghĩ đây là Tống Cảnh Tân đang châm chọc anh ta. Ôn hàm ung dung thản nhiên liếc nhìn sầm dai trong góc kia. Cô ta không kiêng rè nhìn lại cô, ánh mắt tràn ngập sự khiêu khích, đắc ý mỉm cười. Ôn hàm đột nhiên hiểu ra tất cả đều nằm trong ván cờ cô ta đã sắp xếp cô ta đã thăm dò thành công lâm á hiên lập tức tiến về phía trước muốn nắm lấy cổ áo tống cảnh tân lại bị anh dễ dàng tránh được thật lỗ mãng ý tứ khinh thường lộ rõ trong câu nói tống cảnh tân nhẹ nhàng chỉnh lại tay áo rồi nhìn về phía cô đây là đối thủ em chọn cho tôi hạn ấy à không xứng lâm á hiên bị chọc tức đến phát điên gầm nhẹ tống cảnh tân tao cảnh cáo mày nếu mày dám có ý với hàm hàm ông đây liều mạng với mày ôn hàm bước lên mấy bước nhìn sang anh ta lâm á hiên mau đi xem em gái cưng của anh một chút đi đợi đến lát nữa thì vết thương sẽ lành mất đấy rồi xoay người bước đi lâm á hiên không đuổi theo vì cô nghe được tiếng khóc nức nở của sầm dai anh trai đều là lỗi của em em đi ngay là được rồi à đau quá em còn không mau ngồi xuống là tiếng trách mắng của Lâm Á Hiên. Giây phút này cô đã hoàn toàn thất vọng với Lâm Á Hiên. Lâm Á Hiên mấy năm này vẫn chưa trưởng thành, căn bản là không phù hợp với em." Là giọng của Tống Cảnh Tân. Từ nhỏ, cô, Lâm Á Hiên và Tống Cảnh Tân đã cùng lớn lên ở trong đại viện, nhưng Lâm Á Hiên và Tống Cảnh Tân lại chưa bao giờ hòa hợp. Tính cách của hai người họ có thể nói là khác biệt một trời một vực. Lâm Á Hiên luôn là bộ dạng vừa buông thả vừa uể oải, kiêu ngạo cố chấp, không chịu khuất phục, từ nhỏ anh ta đã bày ra dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, luôn làm ra những trò hoang đường, lúc nào cũng chỉ muốn tìm thú vui nhất thời. Còn Tống Cảnh Tân lại thâm trầm hơn hai người bọn họ nhiều, từ khi còn bé đã rất hiểu chuyện, không để ai phải lo nghĩ, đối nhân xử thế cũng chu đáo không thiếu sót, bất kể trên phương diện nào, anh đều ưu tú đến mức khiến cho người khác phải ghen tị. Sau khi thi đại học, cô chính thức chấp nhận lời tỏ tình của Lâm Á Hiên, chuyển tới ở cùng một chỗ với anh ta. Trước khi Tống Cảnh Tân ra nước ngoài, chỉ hỏi cô, lý do, ý là hỏi cô, nguyên nhân tại sao không chọn anh mà lại chọn Á Hiên. Trong lòng cô, Tống Cảnh Tân luôn tỏ ra lãnh đạm đối với mọi người, khiến cô có cảm giác không đoán ra anh đang nghĩ gì. Ngược lại, Lâm Á Hiên mà cô thích năm 18 tuổi, lại đem đến cho cô cảm giác chân thành nồng nhiệt mà mãnh liệt. Chính là cảm giác nếu không có anh ta sẽ thật uổng phí thanh xuân. Tính từ khi gặp nhau lần đầu vào năm 12 tuổi, cô và Lâm Á Hiên đã ở bên nhau suốt 14 năm dòng. Tất cả những người xung quanh hai người bọn họ đều biết, vị thái tử gia luôn coi trời bằng vung, không sợ bất cứ thứ gì, lại là một kẻ yêu đương não tàn. Vì cô, anh có thể từ bỏ môn thể thao mạo hiểm mà mình yêu thích nhất, để học cách quản lý công ty. Cũng vì cô, anh có thể thản nhiên một hơi uống cạn 12 chai rượu để rồi phải đi rửa dạ dày. Nhưng cũng chính người đó, vì một cô gái khác có thể đưa ra lựa chọn khiến cô khó xử trước đám đông. Vì một cô gái khác có thể đích thân phản bội tình cảm 14 năm trời của hai người bọn họ. Trên đường ôn hàm nhận được tin nhắn từ một số lạ. Tôi vốn cho rằng tình cảm 14 năm trời của hai người là không thể phá hủy. Hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Gửi kèm với đó là hình ảnh Lâm Á Hiên đang cúi đầu thổi vết thương trên tay sầm dai. Ôn hàm nhốt mình trong phòng, đem toàn bộ những món đồ Lâm Á Hiên tặng suốt mấy năm nay đóng gói lại. Thời gian thấm thoát thoi đưa, dọn dẹp xong trời cũng đã sáng rồi. Hóa ra 14 năm trời, hơn 5.000 ngày, chỉ cần một đêm là có thể đóng gói lại tất cả những kỷ niệm ấy, đem đi vứt hết. Lúc đi ra ngoài cô vừa ngẩng đầu lên Đã thấy Lâm Á Hiên đứng đợi dưới sân Nhìn thấy cô Anh ta lúng túng Khẽ động thân dưới Hàm hàm Ôn hàm phất lờ anh ta Dặn dò quản gia chuyển toàn bộ đồ đạc của cô ra ngoài Giọng điệu lạnh nhạt Vừa hay anh đến đúng lúc lắm Có thể thuận tiện giúp tôi mang hết những đồ đạc này ra ngoài Lâm Á Hiên nhìn đống hành lý đã được cô sắp xếp gọn gàng một cách không thể tin nổi. Đó không chỉ là những món đồ bình thường mà còn là những kỷ niệm của hai người bọn họ trong suốt bao năm ở bên nhau. Bờ môi anh ta khẽ run lên. "Hàm Hàm, em chỉ đang giỡn với anh thôi đúng không? Tất cả những món đồ này đều là quà sinh nhật anh tặng em mà. Vậy để lại hết chỗ này em nhé, có đùa không?" Ôn Hàm khẽ lắc đầu. "Không được. Lâm Á Hiên, tôi không hề đùa với anh, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi." Anh ta nghe xong liền dùng một tay nắm chặt lấy tay cô tay còn lại lấy một con búp bê từ trong vali ra, tuyệt vọng nhét vào tay cô. Hàm hàm, không phải em nói là muốn đi Disneyland sao? Chúng ta lập tức đi ngay nhé, anh sẽ cùng em đi du lịch vòng quanh thế giới được không? Lâm Á Hiên cố chấp muốn ôm lấy cô, mà cô lại cố tình buông lỏng hai tay xuống, con búp bê giữa hai người bọn họ liền rơi xuống đất. Ôn hàm nhìn thấy vành mắt Lâm Á Hiên ửng đỏ, lúc anh ta cúi xuống nhặt con búp bê lên một vài giọt lệ rơi xuống vỡ tan lâm á hiên kể từ lúc anh bắt đầu hoài nghi tôi rồi không ngần ngại bỏ rơi tôi để chọn một người khác chúng ta đã không còn tương lai nữa sau khi chia tay anh có thể đua xe có thể chơi những môn thể thao mạo hiểm thậm chí có thể bỏ học những thứ mà anh vốn không hề thích anh đã được tự do rồi không lâm á hiên ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất lúng túng lẩm bẩm một mình nước mắt lan dài trên má sau đó Ôn Hàm quay người đi lên lầu, chẳng hề ngoái lại lấy một lần. Đến tối Trương Dương lại gửi cho cô một video. "Chị dâu, nếu anh Hiên còn tiếp tục uống như thế này thì có khi sẽ chết mất." Trong video, Lâm Á Hiên đang nép mình vào góc sofa, trên bàn là một hàng những chai rượu rỗng, anh ta lẩm bẩm gọi tên cô. "Hàm Hàm, Hàm Hàm." Với tư cách là một người bạn, cô trả lời Trương Dương rất ngắn gọn. "Sau này đừng gọi tôi là chị dâu nữa." tôi và Lâm Á Hiên đã chia tay rồi. Trương Dương rất nhanh liền đáp lại. Chết tiệt, có phải do con mụ đê tiện lẳng lơ kia quyến rũ anh Hiên không? Ông đấy sẽ lập tức dẫn anh em đi dạy dỗ cô ta một bài học. Không cần đâu, Trương Dương. Những chuyện sau này của anh ta cũng đừng thông báo cho tôi nữa. Tôi không muốn biết. Nhưng mà hai người đã ở bên nhau hơn 10 năm rồi. Nếu chỉ vì một người phụ nữ vô duyên vô cớ như cô ta mà chia tay, thì thực sự không đáng chút nào đúng vậy nếu cả trương dương cũng biết là không đáng lâm á hiên còn có thể không biết sao thấy cô im lặng trương dương liền nói thêm câu nữa chị dâu em biết là chị đang tức giận nhưng mà anh hiên dù thế nào cũng không đến mức thích người phụ nữ đó đâu chứ ôn hàm không trả lời nhưng ngày hôm sau cô lại nhận được một biêu phẩm chuyển phát nhanh lúc mở kiện hàng cô suýt nữa đã nôn ra ngay tại chỗ đó là một chiếc khăn mặt còn dính máu kèm theo đó là một tấm thiệp có ghi không phải cô thích đóng gói đồ đạc sao vậy tôi cũng tặng cô một món đây là lần đầu của tôi và anh trai cô giữ làm kỷ niệm đi toàn thân ôn hàm run lên vì giận dữ trực tiếp chụp ảnh gửi cho lâm á hiên lâm á hiên anh có nhất thiết phải chọc tức tôi như thế này không đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo các người nếu như vẫn còn lần sau đừng trách tôi là không nể tình cũ rất nhanh màn hình liền chuyển tới cuộc gọi video từ Lâm Á Hiên. Ôn hàm không nhận. Sau khi gác máy có một tin nhắn từ anh ta gửi đến. Hàm hàm, em nghe anh nói đã. Không cần nói. Trong mắt tôi chính là không thể chứa một hạt cát. Càng không nhìn nổi những đồ vật dơ bẩn như thế này. Lâm Á Hiên, chính anh là người phản bội tôi. Phản bội lại tình cảm giữa hai chúng ta. Đừng nói với tôi là do anh uống say. Đàn ông dù có uống say thì cũng không thể làm càn được đừng cố tự lừa mình dối người nữa. Xong việc cô thẳng tay xóa sạch mọi phương thức liên lạc với anh ta. Toàn thân cô mệt mỏi dựa vào tường, không nhịn được mà rơi lệ. Người cũ ở bên nhau 14 năm trời, lại chẳng bằng một người mới quen biết nửa năm, thật mỉa mai biết bao. Những ngày tháng không có Lâm Á Hiên, cô vẫn sống tốt như trước. Chỉ là có người không muốn thấy cô sống tốt như vậy. Sầm dai mỗi ngày đều tìm cách đổi một số liên lạc mới để gửi tin nhắn cho cô. Hôm nay lại thức dậy trong vòng tay của anh trai Cảm giác thật tuyệt Anh vậy mà lại có cơ bụng sáu múi Nhưng giờ cũng đã là của tôi rồi Anh nói tôi không cho anh đua xe Nhưng hôm nay chúng tôi đã phi lên đỉnh núi Ha ha Chúng tôi đã cùng nhau trải qua sự kích thích từ chuyến đi đó Anh nói Anh vốn không hề thích việc quản lý công ty Mà chỉ muốn sống tự do Không bị ràng buộc Hôm nay anh đã quay lại đường đua Và giành lại huy chương Tất cả đều là vì tôi Hóa ra làm tình xong cũng có thể sảng khoái như thế sao? Á à Hiên nói chỉ có thể ở trên cơ thể tôi, anh ấy mới có thể giải phóng tinh lực của mình. Ôn hàm rất bình tĩnh, đem toàn bộ những tin nhắn đó lưu lại hết. Đột nhiên nhớ lại hồi trước bởi vì có mâu thuẫn với một số kẻ, Lâm Á à Hiên suýt chút nữa đã mất mạng trên đường đua. Cô khóc thương tâm đến mức, khiến anh ta cho dù là vì cô cũng không dám đua xe nữa. Anh cười cười, xoa đầu cô đầy sủng nịnh. Bảo bối, không phải sợ, chồng em chính là làm bằng thép đấy. Nhưng cũng từ đó trở đi, anh ta không đụng vào xe hơi nữa. Lại nhớ đến trước đây khi đi tiếp khách bị làm khó, đối phương ép cô uống cạn một chai rượu để thể hiện thành ý. Chính Lâm Á Hiên là người đã đứng ra, trực tiếp uống cạn 10 chai để rồi bị đem đi cấp cứu rửa dạ dày. Ôn hàm ngồi trong bệnh viện vừa khóc vừa mắng, anh ta lại cười xòa bẹo má cô. Đừng khóc nữa, ông đây còn chưa chết đâu, Cô nói anh không biết điều Lâm Á Hiên lại cho là không đúng Ngoan, sau này ông xã ra ngoài kiếm tiền nuôi em Em ở nhà làm bà Lâm thật tốt cho anh Ông đấy không chịu được cảnh em bị ước hiếp đâu Ôn hàm cuối cùng cũng hiểu ra Lâm Á Hiên căn bản không phải là kẻ yêu đương não tàn 14 năm qua Tình yêu mà anh dành cho cô đều xuất phát từ khoái cảm bị chinh phục Anh ta cho rằng bản thân đã thắng tống cảnh tân Có được cô nhưng khi không còn sự uy hiếp của tống cảnh tân nữa anh ta mới lộ rõ bản chất của mình cảm giác mới mẻ đã hoàn toàn không còn nên mới có thể bị người khác làm cho thần hồn nát tính chỉ bằng một ngón tay tống cảnh tân hẹn ôn hàm ra ngoài để bàn chuyện hợp tác cô đồng ý không có ai có thể từ chối lời đề nghị hấp dẫn của anh dù sao thì so với đàn ông sự nghiệp càng quan trọng hơn chưa tới ba năm nữa nơi này sẽ do tôi quyết định Thực ra anh vẫn luôn một mực khiêm tốn, rất hiếm khi lại nói lời ngạo mạn ở trước mặt người khác như vậy. Nhưng không biết rốt cuộc vì sao, có thể là vì từ nhỏ, cảnh tân đã là con người nhà ta trong mắt mọi người. Lời của anh khiến cho cô bất giác tin tưởng. Nhưng thật không nghĩ tới, cô lại chạm mặt Lâm Á Hiên. Anh ta đem theo sầm dai, cô ta hôm nay ăn diện hết sức xinh đẹp. Trước mặt họ là một chiếc bánh sinh nhật, còn có người chơi đàn violin chuyên nghiệp bên cạnh hai người thủ thỉ nói chuyện rồi sầm dai liền thổi tắt nến hôn lên má lâm á hiên anh ta không hề né tránh cũng đúng vào lúc này anh ta nghiêng đầu nhìn sang vừa khéo thấy hai người bọn họ ngồi ngay ở bàn bên cạnh nụ cười trên mặt lập tức trở nên cứng đờ giây tiếp theo anh ta đã bước tới thân sắc trở nên dữ tợn ánh mắt lạnh lẽo liếc qua cô và tống cảnh tân em chia tay với tôi là vì anh ta ư em sớm đã thích anh ta rồi đúng không Giọng điệu của anh ta mang theo sự chất vấn rõ ràng Giống như đã mặc định rằng Trong mối quan hệ này Người phản bội trước là cô Ôn hàm, nói chuyện Lâm Á Hiên đè thấp âm thanh Giống như một con dã thú sắp sửa bùng nổ Ôn hàm nhìn sầm dai Đang ở sau lưng anh ta Hỏi ngược lại Lâm Á Hiên, nụ hôn vừa rồi ngọt ngào không Anh ta biết cô đã nhìn thấy rồi Khuôn mặt vốn đang đen xì Đột nhiên thay đổi Trở nên hoảng hốt lo sợ khẽ liếm môi anh ta nửa buổi mới mở miệng là sinh nhật cô ấy đúng vậy sinh nhật anh cô ta tự tay làm một chiếc bánh tặng anh anh liền ở trong bệnh viện hôn cô ta sinh nhật cô ta anh đưa cô ta đến đây để chúc mừng cô ta liền hôn anh đúng là một cặp trời sinh chỉ là chơi đùa thôi lâm á à hiên khẽ mấp máy môi giải thích hàm hàm anh chỉ là đang chơi đùa mà thôi chúng ta đã cùng nhau lớn lên ở bên nhau suốt từng ấy năm trời em không thể cứ thế mà rời xa anh được làm sao có cần tôi đỡ eo cho anh lúc hai người làm tình không ôn hàm ra hiệu với tống cảnh tân ý muốn là rời đi ở lại với hai người này thêm một giây thôi cũng đủ khiến cho cô thấy chán ghét rồi nhưng lâm á hiên lại ngăn cô lại hàm hàm em không thể ở bên hắn được ai cũng được nhưng nhất định không thể là hắn cầu xin em anh cầu xin em đừng đi hàm hàm trong lòng cô đột nhiên nổi lên một chủ ý Ôn hàm nhìn Lâm Á Hiên Anh còn yêu em không? Anh ta nghe vậy Bèn không kìm được mà nóng lòng muốn chứng minh Nằm lấy cổ tay cô Hàm hàm Đương nhiên là anh yêu em rồi Anh chỉ cần em thôi Anh làm sao có thể ở bên cô ta được cơ chứ Cậu xin em Hãy cho anh một cơ hội nữa đi Ôn hàm thấy sầm dai ở phía sau Đang nhìn cô một cách đầy hung dữ Như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy Ôn hàm né tránh Thoát khỏi bàn tay anh ta Thật đáng tiếc thâm tình đến muộn so với cỏ rác còn đáng khinh hơn. Lâm Á Hiên ngây ra tại chỗ. Tống Cảnh Tân tiến lên phía trước che chắn cho cô. Sau đó đưa tay lên chỉnh lại cặp kính gọng vàng. Lâm Á Hiên, cậu đúng là vô dụng thật. Tôi đã nhường cậu suốt bao nhiêu năm, thế mà lại không biết trân trọng. Còn mẹ nó, Lâm Á Hiên bị chọc tức, định bước đến phía trước thì sầm dai từ đằng sau ôm lấy eo ngăn lại. Tống Cảnh Tân không chút sợ hãi, thậm chí còn cao giọng mỉa mai. Đến cả loại hàng này mà cũng có thể khiến cậu không kiểm soát nổi phần thân dưới của mình. Chật chật, thật bẩn thỉu. Từ hôm nay trở đi, trong vòng chưa đầy 3 năm nữa, Lâm Thị sẽ là của tôi. Hóa ra anh nói không đến 3 năm chính là ý này. Trước khi đi Tống Cảnh Tân liếc qua Lâm Á Hiên một lần nữa. À, những lời tôi vừa nói chỉ là để thông báo cho cậu thôi. Tùy tiện đến mức khiến cho người khác muốn đánh đòn. Trên đường về nhà cô hỏi Tống Cảnh Tân anh thật sự muốn chiếm lấy lâm thị sao? Những gì anh nói được, chắc chắn sẽ làm được. Dường như việc gì anh cũng đều có thể nắm chắc trong lòng bàn tay nhỉ? Thật sự, từ tận đáy lòng cô, vô cùng ngưỡng mộ Tống Cảnh Tân. Dù sao thì đối với thế hệ bọn họ, anh cũng luôn khiến người khác phải ngước nhìn một cách đầy khâm phục. Cũng không hẳn như vậy. Dạ, ôn hàm khẽ lướt mắt. Việc khiến cho em thích anh suốt bao năm nay, anh vẫn chưa thể thực hiện được. Hả? Đương nhiên anh không phải là người thích khoe khoang Chỉ là muốn nói với em Suốt mấy năm nay Anh chưa từng ở bên người phụ nữ nào Hơn nữa mấy năm không gặp Anh vẫn chỉ rung động với một mình em mà thôi Ôn hàm và Tống Cảnh Tân Cùng nhau thúc đẩy tiến triển của vụ hợp tác Còn Lâm Á Hiên lại bất ngờ Thay đổi từ dáng vẻ cả lơ phất vơ Trở nên siêng năng hơn bao giờ hết Bởi vì gần đây sầm dai Không còn gửi tin nhắn quấy rối của nữa Cho đến khi ôn hàm và tống cảnh tân đang khảo sát ở trung tâm thương mại thì lại gặp được cô ta cô ta đang ở trong cửa hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh từ khi sầm dai ở bên lâm á hiên cô ta đã mất đi sự trẻ trung trước đây bất cứ thứ gì đắt tiền đều được cô ta mặc lên người trông giống như là một đứa trẻ mặc trộm đồ của người lớn vậy vốn dĩ ôn hàm đã định vờ như không quen biết nhưng cô ta lại cố tình đuổi theo khoa trương sờ bụng mình tôi có thai rồi là của á hiên cho dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, thông tin này vẫn khiến cho cô có một chút choáng váng. Ôn hàm bình phục lại tâm trạng, trực tiếp vất lờ cô ta. Cô ta vẫn không bỏ cuộc. Cô đúng là vô dụng, nhiều năm như vậy mà vẫn chưa mang thai. Chẳng phải là vô sinh sao? Vẫn may là anh trai chưa lấy cô. Lấy cô về cũng không có con được. Ôn hàm từ trước tới nay chưa từng đánh giá người khác một cách ác ý. Nhưng sầm dai còn chưa đến 20 tuổi, vẫn mới là một sinh viên năm 2 làm sao lại có thể ác độc như vậy ôn hàm thẳng tay tát vào mặt cô ta mồm miệng sạch sẽ hơn cho tôi cô ta giơ tay định tát trả lại bị cô bắt được nhưng ngay giây tiếp theo cô ta đột nhiên va vào người cô rồi ngã xuống đất sau đó lâm á hiên đi tới anh ta nhìn thấy cô liền muốn nói gì đó nhưng lại bị sầm dai cắt ngang cô ta nói một cách vô cùng đáng thương anh trai em đang mang thai đứa nhỏ của anh mà cô ta dám đối xử với em như thế anh xem xem có bị chảy máu không con của chúng ta có phải không còn nữa không tôi không ôn hàm vừa mở miệng lời còn chưa nói xong đã bị lâm á hiên chặn lại hàm hàm cô ấy có gì không phải em có thể nói với anh đừng động vào đứa trẻ ôn hàm nhìn lâm á hiên cười khổ anh tin cô ta không tin tôi hàm hàm là anh có lỗi với em nhưng trẻ con vô tội Lâm Á Hiên cúi đầu giải thích, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt cô. Chị đã có người đàn ông khác rồi, chị làm ơn tha cho tôi đi. Anh ơi em đau quá. Sầm dài rên rỉ. Quả nhiên Lâm Á Hiên chỉ cần nghe thấy tên Tống Cảnh Tân liền mất đi lý trí. Anh ta lạnh lùng nhìn cô. Hàm hàm, sau khi chia tay không thể nối lại tình cũ, tư vị không tồi đúng không? Ôn hàm vốn dĩ muốn giải thích, nhưng nhìn dáng vẻ anh ta ôm sầm dai chỉ trích cô. Cô chỉ thấy buồn cười không chịu được. 14 năm qua, anh ta chưa từng tin tưởng vào con người thật của cô. Tống Cảnh Tân che chở cô phía sau lưng, nhàn nhạt, nhạt liếc hắn một cái. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Hàm Hàm không hề đồng ý lời tỏ tình của tôi. Ôn Hàm thấy Lâm Á Hiên dường như thở hắt ra một hơi, nhưng Tống Cảnh Tân vẫn tiếp tục. Nhưng theo như tôi thấy, cậu là người ngoại tình trước, lên giường với em gái này cũng là cậu khiến cô ta có thai trước khi kết hôn cũng là cậu lâm á hiên loại người bẩn thỉu như cậu làm sao có thể xứng với hàm hàm lâm á hiên bị chọc tức lập tức tiến lên muốn đánh cảnh tân nhưng tống cảnh tân nhẹ nhàng né được trực tiếp hạ gục anh ta xuống đất bằng một quyền cái này là cho hàm hàm người phản bội sẽ phải xuống địa ngục cảnh tân lại đánh thêm một quyền nữa nói với tình nhân nhỏ bé của cậu lần sau đừng có chọc tức hàm hàm nếu không tôi có một vạn cách để có thể khiến cô ta biến mất trên cõi đời này một quyền cuối cùng cái này là để nói với cậu hàm hàm không phải là đồ vật cô ấy có quyền lựa chọn cho chính bản thân mình chứ không phải là để bị giành tới giành lui tống cảnh tân liên tiếp đoạt mấy dự án của lâm thị chẳng bê chốc tống thị tương lai sán lạn vô kể hai người bọn họ lại nhận được thiệp mời tham dự tiệc sinh nhật của mẹ lâm á hiên trong giới này cho dù bên trong ngấm ngầm rút đào đầu đá lẫn nhau bề ngoài vẫn phải duy trì hòa khí không thể không đi khi nhìn thấy cô và tống cảnh tân cùng nhau sánh bước đến buổi tiệc trong ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ kỳ lạ không nghĩ tới nha đường đường là thiên kim tiểu thư ôn hàm lại có thể làm ra loại chuyện đó một chân đạp hai thuyền cùng hai người đàn ông dây dưa mập mờ không rõ đúng là không biết xấu hổ nghe nói là bởi vì tống gia chu cấp cho rất nhiều mới vứt bỏ Lâm ra đó. Ôn hàm liếc thấy Lâm Á Hiên ở trong góc, ánh mắt nhìn qua không một chút thần sắc nào. Tống Cảnh Tân vỗ nhẹ lưng cô trấn an. Không vội, màn kịch hôm nay còn chưa bắt đầu. Phía sau sầm dai không biết từ đâu tiến đến, dáng vẻ non trường rất đắc ý muốn khoe khoang với cô. Chị ôn hàm à, không phải chị vẫn luôn rất thanh cao hay sao? Bây giờ hẳn là đã nếm được cảm giác của một kẻ tiện nhân rồi nhỉ? Đúng rồi, mấy bức tranh mà chị ghép để ở trong thư phòng tôi đã ném hết đi rồi chờ sau khi tôi sinh đứa bé này ra nhất định sẽ cùng anh trai kết hôn ôn hàm cũng không có tức giận chị nhìn chăm chú vào chỗ bụng hơi nhô lên của cô ta che miệng cười nói sầm dai đứa trẻ trong bụng cô không phải là của lâm á hiên nhỉ sắc mặt cô ta lập tức trở nên kích động ôn hàm mỉm cười nhìn cô ta đợi đến lát nữa đi tôi còn có một món quà lớn muốn tặng cho cô đấy hãy xem xem ai mới là kẻ tiện nhân sầm dai quả thật quá ngây thơ rồi khác biệt về gia thế không phải chỉ cần có đứa bé là có thể vượt qua được đâu chuyện cô bé lọ lem thuận lợi trở thành hoàng hậu cũng chỉ có thể thấy trong cổ tích mà thôi ở trên sân khấu ngoài trời mẹ lâm khách khí cảm ơn sự có mặt của mọi người xong xuôi liền kéo lâm á hiên đến trước mặt cô hàm hàm các con từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên lúc trước hai nhà cũng đã định hôn ước nhưng nghe nói gần đây hai đứa có xích mích, có chuyện gì con cứ nói với dì, để dì giúp con dạy dỗ lại tiểu tử thối này nhé. Con cũng biết mà, tính tình nó vốn là không xấu, chẳng qua là không kiểm soát được cảm xúc mà thôi. Không chỉ không kiểm soát được cảm xúc mà còn không kiểm soát được nửa thân dưới nữa cơ. Ôn Hàm khéo léo từ chối. "Dì à, con và Lâm Á Hiên đã chia tay mấy tháng trước rồi, không có khả năng quay lại đâu ạ." À. Nghe vậy Lâm Á Hiên vốn đang im lặng nãy giờ, lập tức giữ lấy cô với đôi mắt đỏ ngầu. Có phải là vì Tống Cảnh Tân không? Không phải em đã bị hắn chạm qua rồi đấy chứ? Đang ở trước mặt cha mẹ mà hắn lại dám nói loại chuyện này. Ôn hàm lạnh lùng nói. Lâm Á Hiên, có phải anh bị đa nhân cách không? Người ngủ với sầm giai trước là anh. Người chỉ trích tôi cũng là anh. Thế mà hiện tại anh lại hát một số nước bẩn lên người tôi thế này à? Trước kia cô chỉ cảm thấy tính cách Lâm Á Hiên có chút lỗ mãng, con người không xấu. Hiện tại nghĩ lại đúng là có lúc bị mù rồi. Gì à? Chuyện của sầm dai con nghĩ mọi người cũng đều biết rồi. Con không thể vừa lấy chồng đã trở thành mẹ kế được đâu. Mẹ Lâm hóa đá tại chỗ. Nói trắng ra, cho dù sầm dai thật sự hoài thai đứa nhỏ của Lâm ra thì đã sao? Bà ta chắc chắn sẽ không đồng ý cho một đứa con gái vừa quê mùa vừa thấp kém vào cửa. Bà ta muốn tìm một người môn đăng hộ đối Cho đến khi hạ sinh xong Bỏ mẹ lấy con Như vậy còn có thể nói với người ngoài rằng Đây là đứa nhỏ trong giá thú Kế hoạch của bà ta đúng là hay thật Nhưng cô thì chẳng xứng với nó đâu Quý vị khán thính giả đang nghe chuyện Được đăng tải độc quyền duy nhất trên kênh youtube Nghe audio chuyện ngôn tình Qua giọng kể của Hạ Vũ Lúc từ nhà vệ sinh đi ra Cô bị Lâm Á Hiên chặn lại Anh ta không để ý đến sự phản kháng của cô trực tiếp kéo cô lên thư phòng trên tầng hai. Bức chân dung của cô được treo trên tường, dưới đất là những bộ xếp hình mà cô từng tặng cho anh ta. Lâm Á Hiên lôi kéo cô, một người luôn kiêu ngạo như anh ta, vậy mà lại chảy nước mắt. "Hàm Hàm, anh sai rồi, anh nhất thời bị ma quỷ ám, em đừng nhẫn tâm như vậy có được không?" Anh nhìn em đi bên cạnh Tống Cảnh Tân như thế, lòng anh cảm thấy khó chịu như chết đi vậy. "Em không cần anh, lòng anh cũng đã tan nát rồi." Thư phòng này từng là căn cứ bí mật của cô và Lâm Á Hiên. Ôn hàm rất thích chơi xếp hình Lego. Hai người bọn họ từng ở đây hoàn thành rất nhiều sản phẩm. Đôi khi ngồi xếp đến tận dạng sáng cũng không cảm thấy mệt. Từ 12 tuổi đến 26 tuổi, ôn hàm đã cho rằng hai người bọn họ sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau như thế. Nhưng cô đã bỏ qua một chuyện. Lâm Á Hiên như vậy, chẳng qua là vì cô mà tạm thời áp chế tính cách thật sự của mình thôi. Hắn và sầm dai, là cùng một loại người đều điên cuồng như nhau đều thích mạo hiểm như nhau bọn họ vốn không phải là người biết an phận trước kia cô vọng tưởng có thể thay đổi anh ta đúng là không có cái sai nào sai hơn nữa cho dù hôm nay không có sầm dai thì cũng sẽ có vương dai lý dai Trương dai mà tình cảm một khi đã xuất hiện vết nứt thì không thể hàn gắn lại như ban đầu được anh ta phản bội cô cô không thể tha thứ cho anh ta được ôn hàm gỡ từng ngón tay lâm á hiên ra nếu tôi cùng người khác sinh con anh sẽ cảm thấy như thế nào đau đớn anh sẽ hận không thể lấy mạng người kia ôn hàm buông lỏng tay hắn ra lâm á hiên khi anh cùng người khác có con tôi cũng đã hận không thể lấy mạng anh hắn rốt cuộc cũng cảm nhận được nỗi đau lúc trước của cô nhưng tất cả đều đã quá muộn lâm á hiên tôi thậm chí còn chẳng hận anh nữa rồi hiện tại anh đối với tôi mà nói chính là một người xa lạ đừng đi hàm hàm anh sẽ bù đắp cho em ngại quá anh thật bẩn hắn còn muốn ôm lấy cô nhưng bị cô dãy dụa thoát ra hai người ở chỗ này đã làm gì ngay ở lần đầu tiên hắn nói với cô sầm dai phá hỏng mô hình lắp ghép của hắn hắn nhất thời đơ ra ôn hàm nhẹ nhàng cười lâm á hiên anh như vậy làm sao còn xứng với tôi đây anh dùng cả đời này chuộc lỗi có được không? Hắn quỳ trên mặt đất cầu xin cô Mà sầm dai đứng ở ngoài cửa Chảy nước mắt nhỏ giọng hỏi Anh trai, còn em thì sao? Em và đứa nhỏ phải làm như thế nào? Sầm dai Với một loại quyết tâm không quan tâm sống chết Trực tiếp phát cảnh thân mật của cô ta Và Lâm Á Hiên trên màn hình lớn Và cả chuyện cô ta mang thai Đứa con của Lâm ra Cô ta muốn dùng cách này Bức Lâm ra chấp nhận cô ta nhất thời toàn bộ hội trường ồ lên mà sau đó món quà lớn mà cô tặng cô ta cũng đã đến lúc dùng tới chiếc khăn đẫm máu vô số tin nhắn khiêu khích cô ta gửi cho cô cùng với tiết mục đâm xe cô ta tự biên tự diễn vào đêm mưa hôm đó còn có ảnh chụp của tống cảnh tân hôm bọn họ điên cuồng hôn nhau ở bệnh viện tất cả đều chiếu trên màn hình cả rồi chuyện xấu của giới nhà giàu thì rất nhiều nhưng đều bị xấu đi như là phần chìm của tảng băng nổi còn gà bay chó sủa như bây giờ Quả thật làm cho Lâm ra mất hết mặt mũi Dư luận bắt đầu nghiêng về một phía Hóa ra cô gái này mới là kẻ thứ ba Bây giờ kẻ thứ ba đều kiêu ngạo như vậy sao Tôi thật sự là 800 kiếp duy xẻo mới gặp phải người nhà này Thật là trâu bò Làm sao bọn họ có thể mặt dày như vậy Còn vu an giá họa lên người ôn hàm Lâm Á Hiên đấy à Không phải vẫn luôn như vậy sao Trước kia có ôn hàm ở bên cạnh Thì còn biết kiềm chế một chút hiện tại mới lộ ra bộ mặt thật đấy may là hai nhà không có kết hôn nếu không còn phải thay người khác nuôi con nữa đấy sầm dai giống như phát điên chạy đến chỗ màn hình tìm cách gỡ mấy thứ kia xuống nhưng có tác dụng gì đâu cô ta lúc trước coi cô là đại tiểu thư dịu dàng khinh thường không thèm tranh đoạt với cô ta nên mới dám không kiêng nể gì như thế cô ta ỉ vào việc bản thân mang thai nghĩ rằng có thể trèo cao hóa thành phượng hoàng đáng tiếc thay Tiểu nhân đắc ý, già néo đứt dây, cuối cùng phải lãnh hậu quả lên chính người mình. Ở trên sân khấu, sầm dai mắng cô là hồ ly tinh, đi câu dẫn Lâm Á Hiên. Tống Cảnh Tân bảo vệ cô ở sau lưng, chỉ lờ mờ thấy được cô ta bị vệ sĩ nhà họ Lâm lôi ra ngoài. Thật đáng thương. Em vẫn còn một chiêu cuối cùng, đã mùi lòng rồi à? Tống Cảnh Tân ngồi trong xe hỏi cô. Đúng vậy, ngoại trừ mấy tin nhắn khiêu khích kia, những chuyện khác anh đều đã tra rõ ràng lúc anh đưa cho cô chứng cứ cô chỉ cười khổ những chuyện như thế này chỉ cần đi điều tra là điều có thể tra được nhưng lâm á hiên không hề tin tưởng cô tống cảnh tân tra được sầm dai không chỉ có một mình lâm á hiên ở trường cô ta cũng gian díu mập mờ với mấy cậu thiếu gia nhà giàu anh liền cử một thám tử đi điều tra tìm được bằng chứng đứa trẻ trong bụng sầm dai không phải của lâm á hiên ôn hàm không hề vạch trần rất tốt kẻ phản bội sẽ phải nhận quả báo. Sự việc này được một người lạ có mặt ở buổi tiệc chứng kiến và chụp ảnh đăng lên mạng. Trong thời gian ngắn, hai người bọn họ đã được nổi tiếng trên mạng. Có những người trước đây quen biết sầm dai, đều để lại bình luận phía dưới, nói cô ta hồi cấp 2 đã hư hỏng, bắt nạt rất nhiều người. Cô ta ỉ vào thành tích học tập tốt, lên thành phố lớn học đại học, sau đó nhanh chóng tẩy trắng cho bản thân. Cũng có bạn học đại học hiện tại kể rằng Sinh hoạt cá nhân của cô ta vô cùng hỗn loạn, chân đạp một lúc mấy thuyền. Do tạo ra ảnh hưởng tiêu cực, cô ta bị đại học đuổi rồi. Ban đầu Lâm gia cũng chỉ chu cấp cho cô ta học đại học, bây giờ đã bị đuổi thì ngừng giúp đỡ luôn. Nhưng cũng vì cô ta đang mang thai, họ bố trí cho cô ta một chỗ ở khác. Cũng ngay tại lúc bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, Tống Cảnh Tân lại bắt đầu công kích, thậm chí còn không thèm che giấu, công khai đối đầu với Lâm thị. So với anh, Lâm Á Hiên chỉ là tay mơ mà thôi. Căn bản không phải đối thủ của anh. Dần dần hạng mục bị cướp đi ngày càng nhiều, Lâm gia ngày càng suy sụp. Trong buổi tiệc mừng công, Tống Cảnh Tân nói, mọi chuyện còn chưa kết thúc đâu. Ôn hàm không hiểu lắm, anh lại cười thần bí. Có phải em đã quên mất một chuyện không? Chuyện gì? Cô ta hút... Anh... Tống Cảnh Tân cười cười. Tôi đã nói rồi, tôi có một vạn cách có thể khiến cô ta biến mất khỏi thế giới này. Nhưng mà phải hợp pháp. Anh thật là xấu tính. Tống Cảnh Tân nhún vai. Tôi không muốn thấy em phải chịu ủy khuất. Mấy chuyện dơ bẩn này cứ để tôi làm đi. Hô hấp rối loạn, cô nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Lời nói của Tống Cảnh Tân rất nhanh liền trở thành sự thật. Bởi vì không còn trợ cấp từ lâm ra, dầm dai cứ thế dính vào nghiện ngập. Cô ta và hai đại lý của đám côn đồ má cô ta quen lúc trước cùng nhau làm ăn. Bọn họ nghĩ sầm dai là phụ nữ đang mang thai. Sai cô ta giấu thuốc đi bán. Cũng tiện để chu cấp cho cô ta thuốc cấm luôn. Nhưng đã bị bắt. Cô ta vì chạy trốn cảnh sát nên trượt chân ngã, sinh non. Phụ nữ mang thai vốn có thể hoãn thi hành án. Nhưng lần này cô ta trực tiếp bị phán xử luôn. Nghe nói ở trong nhà giam, tội phạm buôn bán chất cấm đều không thể có nổi một ngày sống tốt đẹp. Ôn hàm đoán, chắc hẳn sẽ có người chiếu cố cô ta thật tốt. Người bị liên lụy còn có Lâm Á Hiên. Ôn hàm cũng không biết dạo này hắn có cùng sầm dai qua lại cái gì không. Nhưng Lâm Gia vẫn dứt khoát tìm cách đuổi hắn đi. Mà sau sự cố này, tập đoàn Lâm Thị bị tổn thất nặng nề. Thực chất, tâm sức của Lâm Á Hiên vốn không đặt ở đây. Một năm sau, bị Tống Thị thu mua với giá thấp, thậm chí còn chưa đến ba năm. Hôm đó cô cuối cùng cũng gặp lại Lâm Á Hiên anh ta đã không còn ánh hào quang như trước kia, cả người ủ rũ, chán trường. Hơn nữa, Lâm Á Hiên trước đây không biết kiêng nể ai, đắc tội với một số người, cho nên cuộc sống hiện tại cũng không tốt. Thật ra cô cũng không có ý định nói thêm chuyện gì với anh ta, nhưng anh ta lại nhanh chóng đi đến chỗ cô, hốc mắt lập tức đỏ lên. Xin lỗi em, xin lỗi em. Lâm Á Hiên không ngừng nói mấy lời này, giống như nghĩ rằng chỉ cần anh ta nói một câu xin lỗi em, cô liền có thể tha thứ cho anh ta đều là lỗi của tôi tôi không dám mong được em tha thứ chỉ mong em về sau có thể hạnh phúc giọng nói của anh ta nghẹn ngào tôi đúng là một kẻ khốn nạn là một thằng rách nát thật sự xin lỗi em ôn hàm lại nghĩ đến lâm á hiên của lúc trước trong nháy mắt anh ta cùng hình ảnh thiếu niên trong trí nhớ cô lại hòa lại với nhau người từng đưa cô đi ngắm sông ngắm núi từng cùng cô khám phá thế giới người từng có nụ cười rạng rỡ hệt như ánh mặt trời sự sôi nổi nhiệt huyết luôn ngập tràn nơi đáy mắt hai người bọn họ cùng nằm trên bãi cỏ cùng ngắm sao trên đỉnh núi anh ta nói hàm hàm cả đời này chúng ta phải ở bên nhau rồi sinh thật nhiều đứa trẻ anh ta nói thanh xuân của anh chính là em quãng đời còn lại hy vọng cũng là em anh từng vì cô mà xuống sân thi đấu đoạt giải tràn trề hăng hái nhiệt huyết cũng vì sợ cô lo lắng từ đó không bao giờ tham gia thi đấu nữa. Anh ta cũng từng vuốt tóc, ra giá người trưởng thành, giúp cô đỡ một ly rượu không có ý tốt. Mà Lâm Á Hiên của hiện tại chỉ biết lặp đi lặp lại một câu nói, thật xin lỗi. Rốt cuộc điều gì đã làm mờ mắt anh ta? À không, lúc còn trẻ, hai người bọn họ chỉ có mỗi nhau, mà sau khi lớn lên lại gặp phải biết bao cám dỗ. Anh ta không cưỡng lại được sự say đắm kích thích của thế gian. Lâm Á Hiên chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Bây giờ mới biết hối hận thì có tác dụng gì chứ? Trước đây anh ta đã có vô số cơ hội, nhưng anh ta chưa bao giờ biết quý trọng. Ở rất nhiều lần phải lựa chọn giữa một trong hai, anh ta chọn người khác, bỏ rơi cô. Anh ta chưa từng tin cô. Anh ta có tính cách cực đoan, trong mắt anh ta chẳng thể chứa nổi một hạt cát. Còn cô chưa từng cho Tống Cảnh Tân hy vọng. Ở bên Lâm Ái Hiên từ năm 18 tuổi đến năm 26 tuổi, cũng đã từng ấy năm. Trong thế giới của cô chỉ có anh ta, tương lai vốn cũng chỉ có hai người bọn họ. Anh ta gán cho cô những tội danh có lẽ có, rồi lấy cái cớ này ra để có thể yên tâm cùng người khác lên giường. Anh ta mới là người ích kỷ, là người ghê tởm nhất. Cô đã yêu sai người rồi. Lúc chuẩn bị rời đi, cô nói với anh ta một câu cuối cùng. Thật sự chỉ thiếu một chút nữa. Thiếu một chút nữa chúng ta đã thật sự kết hôn. Anh ta đã hoàn toàn suy sụp. Ôn hàm cũng thừa nhận cô có yêu anh ta. Chỉ có điều tất cả đều đã là quá khứ rồi. Tống Cảnh Tân tới đón cô cũng không hỏi gì về chuyện Lâm Á Hiên. Đối với cô, anh vẫn luôn giữ bộ dáng thản nhiên giống như trước kia. Tôi không vội, quyền lựa chọn vẫn như trước đây, thuộc về em. Tôi chỉ hy vọng em có thể vui vẻ, hạnh phúc. Giống như cô gái trước kia đã sưởi ấm thanh xuân của tôi luôn luôn mỉm cười. Ôn Hàm gật đầu, buông bỏ quá khứ, cô vẫn sẽ tiếp tục đi lên phía trước và cô sẽ không thể bỏ lỡ một người đàn ông tốt mang tên Tống Cảnh Tân một lần nào nữa. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube nghe audio truyện ngôn tình. Để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.